tiếp đón Bosnia và Herzegovina tại vòng loại Euro 2024. Các cầu thủ Bologna đã không gặp quá nhiều khó khăn để có được chiến thắng. Phút 44, Bruno Fernandes chọc khe thuận lợi cho Bernardo Silva dứt điểm tinh tế mở tỷ số. Sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra thuận lợi cho Seleção. Bruno tỏa sáng rực rỡ khi liên tục có hai bàn thắng, ấn định thắng lợi 3-0 cho đội chủ nhà. Trong trận đấu này, Ronaldo cũng đã đưa được bóng vào lưới, nhưng bàn thắng của anh không được công nhận vì lỗi việt vị. 3 điểm giúp Bồ Đào Nha tiếp tục dẫn đầu bảng J vòng loại Euro 2024 với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận. Trong khi đó, thất bại thứ hai liên tiếp khiến Bosnia và Herzegovina bị đẩy xuống vị trí thứ tư. Erling Haaland đã cố gắng ghi bàn, nhưng đội tuyển Na Uy vẫn để thua ngược Scotland 1-2 ở bảng A vòng loại Euro 2024. Tỷ số trận đấu được mở khi vào phút thứ 60, Haaland bị phạm lỗi trong vòng cấm và cũng chính anh ghi bàn khai thông bế tắc từ chấm 11m. Khoảnh khắc tỏa sáng của Haaland tưởng chừng sẽ mang về 3 điểm cho đại diện Bắc Âu. Thế nhưng, ở những phút cuối của trận đấu, lần lượt Lyndon Dyke và Kenny McLean đã thay nhau nổ súng. Chung cuộc, đội tuyển Na Uy thất bại 1-2 và để lỡ cơ hội vượt mặt Tây Ban Nha. Haaland cùng các đồng đội đang xếp thứ tư với vỏn vẹn 1 điểm, trong khi đó Scotland dẫn đầu với 9 điểm sau 3 lượt đấu. Theo tờ AS, câu lạc bộ Al Hilal trao cho Luka Modric 3 hợp đồng với mức lương 200 triệu euro trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, tiền vệ người Croatia vẫn quyết định ở lại Real Madrid thêm 1 năm. Theo Fabrizio Romano, Real Madrid đã chủ động liên hệ Modric thêm 1 mùa giải nữa. Đáp lại, tiền vệ người Croatia đồng ý ngay. Sang Ả Rập Xê Út, Modric sẽ trở nên giàu sụ. Song, sự thoải mái và yên bình mà gia đình của anh đang tận hưởng ở Madrid chính là lý do chính cho quyết định này. Luka Modric là cầu thủ hiếm hoi, đi ngược xu hướng từ bỏ châu Âu để tới Ả Rập Xê Út chơi bóng khi mà sự nghiệp bước vào tuổi xế chiều. Thời gian qua, các câu lạc bộ lớn tại Trung Đông lần lượt chiêu mộ thành công Ronaldo, Benzema hay sắp tới là Kanté và Busquets. Không phải Kylian Mbappe hay Harry Kane, Joselu mới là cái tên được Real Madrid chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng hè 2023 để thay thế Karim Benzema. Marca, Mundo Deportivo đưa tin, Real Madrid mượn thành công Joselu từ Espanyol. Theo Fabrizio Romano, hợp đồng của tiền đạo người Tây Ban Nha có thời hạn đến tháng 6 năm 2024. Real Madrid sẽ trả cho Espanyol 500.000 bảng. Ngoài ra, hợp đồng của Joselu còn có điều khoản mua đứt không bắt buộc, giá trị 1,5 triệu euro. Chân sút 33 tuổi còn chấp nhận giảm lương để được khoác áo đội bóng cũ. Ở La Liga mùa giải vừa qua, Joselu có phong độ ấn tượng với 16 pha lập công sau 34 lượt ra sân. Thành tích chỉ xếp sau Robert Lewandowski và Karim Benzema. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để giúp Espanyol thoát khỏi vị trí xuống hạng. Sau khi mua đứt Pedro Porro từ Sporting, Tottenham Hotspur tiếp tục ký hợp đồng dài hạn với Dejan Kulusevski. Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, Spur quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt cầu thủ người Thụy Điển từ Juventus. Câu lạc bộ nước Ý chỉ yêu cầu 30 triệu euro, thấp hơn 5 triệu euro so với điều khoản đã ký kết trước đó. Dejan Kulusevski gia nhập Tottenham Hotspur từ đầu năm 2022. Cầu thủ người Thụy Điển cho thấy sự hòa nhập khá nhanh với môi trường Premier League. Trong vai trò là một ngôi sao chạy cánh, cựu tiền vệ của Juventus cho thấy điểm mạnh về tốc độ và khả năng kết nối với những mũi tấn công như Harry Kane và Son Heung-min. Mùa giải vừa qua, Kulusevski không ra sân nhiều vì chấn thương. Dấu ấn của anh trong màu áo của Spurs là 2 bàn thắng và 7 pha kiến tạo. U17 Việt Nam và Ấn Độ hòa nhau với tỷ số 1-1 trên sân vận động Thảm Ma Sát ở Thái Lan vào tối ngày 17 tháng 6. Phút 44, Long Vũ mở tỷ số cho U17 Việt Nam sau tình huống chuyển trạng thái nhanh. Ngay sau đó, U17 Việt Nam đang hoàn toàn làm chủ thế trận. Thế nhưng, chúng ta đã để cho U17 Ấn Độ gỡ hòa vào phút 69. Thủ thành Bảo Ngọc phán đoán sai điểm rơi và để thủng lưới sau pha lốp bóng từ khoảng cách 25m của Sinh Thóc Chom. Kết quả 1-1 của hai trận đấu khiến cục diện bảng D giải U17 châu Á 2023 sau lượt trận đầu rất khó lường. Cả 4 đội đều có cùng 1 điểm với hiệu số bàn thắng thua đều bằng 0.